Đồng hồ Hublot luôn là biểu tượng của sự đẳng cấp và phong cách trong thế giới đồng hồ cơ học. Và mẫu đồng hồ Hublot Lasik Fusion Ray Custom Pay 42mm mang mã hiệu 542NX7071RX tại Kỳ Lân Luxury cũng không phải là ngoại lệ. Được thiết kế dành riêng cho những quý ông yêu thích sự độc đáo và nổi bật, chiếc đồng hồ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc nam tính và thiết kế tinh xảo, chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua cho bất kỳ ai đam mê thời trang và đồng hồ cơ học. Mặt số xám của chiếc đồng hồ là điểm nhấn nổi bật, với những đường chải tia đồng tâm tạo nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời hoặc những ánh đèn tiệc tùng. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, với 12 cọc số nổi và bộ kim dán bút chì màu bạc, mang lại sự hanh lịch và dễ dàng khi xem giờ. Với kích thước 42mm, đồng hồ Hublot dành cho nam này không chỉ vừa vặn mà còn mang lại cảm giác mạnh mẽ trên cổ tay. Bộ vỏ khuôn được làm từ titanium siêu nhẹ. Một trong những điểm nổi bật của cỗ máy thời gian này chính là sự hiện diện của những viên kim cương tự nhiên quý hiếm, được chọn lọc và chế tác thủ công bởi các thợ lành nghề. Những viên kim cương này không chỉ tăng thêm giá trị cho chiếc đồng hồ mà còn làm nổi bật phong cách của người đeo. Không chỉ đẹp mắt mà đồng hồ còn hoạt động bền bỉ nhờ bộ máy tự động HUB 1110 với thời gian dự trữ năng lượng lên tới 42 giờ. Cuối cùng, không thể không nhắc đến dây đeo cao su kết hợp với phong cách hiện đại mang lại sự thoải mái và bền bỉ cho người đeo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.